Em xin chào các bác nhá. Hôm nay em lại tiếp tục review đến các bác một chiếc xe đua có thương hiệu Sambala các bạn. Đấy. Con này có size đứng bằng 46. Khung carbon, càng carbon. Chạy full đồ Durac. Chạy bạc đạn trước sau. Nói chung là con này bạc đạn toàn bộ là bạc đạn hết rồi. Đấy. Chạy full đồ Durac nhá các bác nhá. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu thì xin liên hệ qua số điện thoại là 0918 096 215. Và các bác ở gần khu vực cửa hàng thì đến tại địa chỉ khu cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Và em nhận bao ship toàn quốc các bác nhé, với các bác ở xa. Đấy. Và các bác vào xem kênh nhớ ấn vào nút đăng ký và nút chuông. Đấy. Nhớ là ấn vào nút chuông đấy, để nhận thông báo hàng ngày em lên những chiếc xe đạp thể thao bãi để các bác tham khảo. Đấy. Đấy, về vì làm sao hôm nay em lại làm ở bên này vì bên kia nó lắng quá. Đây nó lắng thế kia rồi các bác này. Đấy, nó lắng quá. Đấy, em phải bên đây là bên nhà hàng nhà em. Đây là nhà hàng này nha em. Đấy, nhưng mà bị người ta chưa cho mở cửa các bạn. Đấy. Thế em quay tại bên đây nó mát. Đấy, và em sẽ vào chi tiết ngay bây giờ để cho các bác theo dõi. Con này có thương hiệu là Sambalai. Thương hiệu này đến từ Mỹ các bác nhá. Đấy, có là khung carbon, cảng carbon, vi lông phốt tăng nhôm. Đấy, cộng yên carbon. Đấy. Con này còn khá là đẹp về sơn các bác nhá. Đấy, sơn thì quá là ok. Quá ok luôn. Đấy các bác này. Con này chạy full đồ Durac. Đấy. Khung phanh Durac. Chạy với 10 lít các nhé, 10 lít đề sau cũng là Durac. Đấy, nói đến Durac thì nó là cao nhất của Simolo rồi các bác nhé. Đấy, cấu hình của cao nhất của Simolo rồi. Đây là thương hiệu của vành, vành hai lớp, lốp vẫn theo xe các bác nhé. Đấy, lốp còn khá là đẹp. Đấy, xích cũng thế này, xích này các bác này. Đấy. Xích là quá là ok. Đấy. Đùi đĩa cũng là Simolo Durac. Cái đùi đĩa này rất là đẹp và cả đôi bàn đạp này các bác này, bàn đạp cá. Nó nguyên theo xe chạy bằng đạn đấy các bác nhé. Đấy. Gọng nước vẫn là theo xe. Đấy. Thương hiệu là thương hiệu Sambalai. Cái size đứng này là bằng 46 các bác nhé. Đấy, size ngang này là 50. Size ngang 50. Đấy. Xe thì còn như là mới 90%. Tổng thể xe. Mới 90%. Chạy bạc đạn trước sau các bạn, bạc đạn trước sau. Đấy. Đấy, em sẽ quay tay đè lắc Durac. Đấy, tay đè lắc xe thì còn khá là ok. Đấy, em sẽ quay qua về phần sơn và phần đấy của mặt trên của xe đây. Đấy. Và em sẽ quay sang mặt trái để các bác tham khảo. Vì này em quay một mình thôi mà lắm lúc nó gián đoạn cái video, các bác hết sức thông cảm nhé. Đấy, Durac hết các bác nhé. Đấy, đây là các bác. Rất là còn mới luôn đấy. Đấy các bác. Cũng phải trước Durac. Đây là những cái vết dán để chống xước cái này. Người ta dán cái đấy vào. Đấy, càng là càng carbon. Mày ơi trước mày ơi sau bạc đạn. Đây là mặt trái các bác nhá. Đây em sẽ quay sang mặt trái để các bác xem về phần sơn. Sơn thì khỏi phải bàn. Phải chất lượng sơn các bác nhá. Và con này là sản xuất tại Đài Loan. Đây. Tem kiểm định này. Đùi đĩa Durac trục bạc đạn các bác nhá. Đây là mày ơi sau. Mày ơi sau bạc đạn rồi. Đấy, giờ em quay mặt này thì nó sáng hơn. Và cái yên này là em bọc lại, vỏ yên em bọc lại. Đấy, và em sẽ nói lại về con xe này. Con này có thương hiệu là Sambalai. Con này đến từ Mỹ các bác nhé. Thương hiệu đến từ Mỹ, có size đứng bằng 46, size ngang 50. Toàn bộ là khung là carbon, cả carbon, vi lông tăng nhôm. Chạy full đồ đúng không ạ?
đấy, cả bánh bạc đạn đấy. Xe thì còn tình trạng xe là còn khá là đẹp, 90% trở lên đấy. Các bác nào có nhu cầu thì alo cho em, số điện thoại em ghi trên tiêu đề các bác nhé. Đấy, và em cũng xin được dừng video tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.